Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành công điện ngày 17 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Công điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Quốc phòng, Công an, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và thành phố Đà Nẵng. Trong đó, Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động ra soát, huy động lực lượng tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là khu vực bị ngập sâu chia cắt, vùng thấp trũng ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất, khu vực đã từng xảy ra sạt lở đất, ngập lụt năm 2020, đồng thời bố trí chỗ ở tạm hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ phải sơ tán, không để người dân bị đói rét, tổ chức thông tin kịp thời, hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi có mưa lũ, triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều hồ đập, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục kịp thời sự cố và hậu quả mưa lũ, không để bị động bất ngờ.